à sorry các anh chị thành viên mới nhà phân phối mới nha các anh chị nhà phân phối mới có xem không, không biết nữa thì à, thật sự á à, hôm nay hãy lên livestream thì hãy chia sẻ với các anh chị như vậy à, Oriflame mình á là một cái cộng đồng và chúng ta làm việc với cái tính chất đó là gia đình à, hãy rất là thích cái không khí gia đình đó. cái không khí gia đình nó rất là hay À, nó giúp cho mình gần gũi hơn Nó giúp cho mình không có cái khoảng cách à, Giữa à, bảo trợ cấp cao hay là cái người mới tham gia Nó không có khoảng cách gì cả hãy thích về điều đó Và khi mà mình live stream á Mình chia sẻ cái cảm giác nó thoải mái hơn nữa Nó rất là gần gũi luôn à, Hải á Thì à, không phải là một người khắc khe Hải cũng không phải là một người khó tính à, Sở dĩ công việc á thì hãy phân biệt rất là rõ ràng ví dụ như là công việc thì hãy rất là nghiêm khắc hãy rất là kỷ luật nhưng mà khi mà các anh chị có cái dịp mà cà phê ngồi chơi nói chuyện á thì hãy cảm thấy rất là vui hãy rất là gần gũi với các anh chị và hãy là một người rất là dễ tính chứ không phải là một người khó tính đâu ạ À, cái thứ hai nữa là cái tính chất công việc á, thì hãy xây dựng nó dựa trên cái tính chất là gia đình à, mình làm việc cho nó gần gũi và hãy thích cái cái, cái cách này à, thêm nữa đó là cái công việc này nó làm cho hãy cảm thấy đam mê và hãy muốn làm việc với Oriflame mỗi ngày à, khi sáng mình thức dậy á, mình không cảm thấy quẩy quẩy mình thấy mình rất là năng lượng luôn à, mình lúc nào mình cũng muốn được làm việc hết À, tại vì sao? tại vì cái công việc này á, à, mình chủ động được về thời gian, hãy thiết kế ra cái công việc này nó nó khá là hay hay rất là thích luôn á, à, mình chủ động được cái thời gian của mình nè, à, rảnh làm, bận nghỉ. À, cái thứ hai nữa là mình cũng không cần phải à, đi lại nhiều, ừ. rồi à, mình có thể sử dụng cái điện thoại là cái phương tiện để mà mình làm việc để mình gần gũi với nhau. Uhm công việc này á, hãy rất là nỗ lực và hãy rất là cố gắng để mà gắn kết với lại cái thành viên mới, những nhà phân phối mới khi mà tham gia vào cộng đồng của Reflame. thì các anh chị biết là mỗi anh chị mới khi mà chụp hình đăng catalog, cái bản gì ta chụp hình uh, khoe cái catalog lên á, thì hãy phải làm sao để kết nối với những bạn đó À, tốt nhất hãy gửi tin nhắn à, có những bạn á, khi mà tham gia vào cộng đồng của Reflame, các, anh, các anh chị đăng bài đầu tiên à, các anh chị không có biết cái cách để mà à, gắn chủ đề thành ra cái chủ đề nó bị trôi đó cái à, à, không xin lỗi cái bài viết của các anh chị nó bị trôi và hãy không có à, nhìn thấy được cái bài đó để mà gửi tin nhắn chúc mừng và hãy cũng phải kéo ở trên cái cộng đồng của riflem hãy phải kéo 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 sâu sâu xuống để hay tìm cái còn sót à cái người nào mà hãy chưa chúc mừng hay không hãy chúc mừng rồi khi các anh chị có đơn hàng đầu tiên hãy cũng gửi uh, tin nhắn chúc mừng rồi hãy chúc giáng sinh cho các anh chị uh, nói chung là rất là nhiều thì uh, cái việc làm này á, hãy, hãy hãy cố gắng để mà kết nối với các anh chị uh, gần gũi với các anh chị nhiều hơn rồi chia sẻ với các anh chị những cái kiến thức uh, những cái kinh nghiệm của mình nhiều hơn tại vì uh, cái môi trường này á là cái môi trường mà chúng ta học hỏi để mà mọi người cùng với nhau thành công thành công cùng với nhau hơn. Thì khi mà hãy làm cái quy trình này á thì hãy hiểu được, hãy tìm hiểu để hãy hiểu được cái tâm lý của một cái người mới khi mà tham gia vào cộng đồng Oriflame như thế nào rồi làm sao để mà họ có được cái đơn hàng đầu tiên rồi cái cảm giác của họ khi mà à, tham gia vào cái cộng đồng của Reflame, sợ bị lừa như thế nào cái cảm giác á, sợ bị lừa như thế nào rồi à, gặp những cái rào cản từ gia đình của mình à, có người thì gặp à, ông xã của mình phản đối rất là kịch liệt luôn à, không có cho mình làm nhưng mà cũng có những cái cặp vợ chồng á, là được người chồng ủng hộ luôn Đó. À, hãy thấy là có người thì nói là à, em có muốn thay đổi cuộc sống của mình không rồi em có muốn kiếm tiền không đó em có muốn có nhà có xe không à, anh giới thiệu cho em một cái bạn này để mà bạn này chỉ cho em cách để em làm việc em kiếm tiền mà công việc không phải bỏ vốn nhưng mà cái điều lạ là cái anh chồng á ảnh à, không có làm oriflame anh chỉ theo dõi thôi Anh không có làm oriflame nha anh chỉ theo dõi một thành viên của oriflame thôi rồi à, anh mới giới thiệu cái cơ hội oriflame cho bà xã của mình đó rồi bà xã của mình bắt đầu làm thì nó có nhiều cái trường hợp lắm các anh chị gặp những cái rào cản từ gia đình phản đối chồng vợ phản đối rồi bạn bè phản đối thậm chí các anh chị làm Oriflame các anh chị còn bị bạn bè unfriend nữa à, nhiều lắm à, cũng đúng thôi các anh chị tại vì họ chưa có hiểu về Oriflame mà à, cái, cái hình ảnh mà à, hình ảnh xấu về đa cấp á thì có rất là nhiều người rất là ái ngại sợ là làm đa cấp là lừa đảo rồi mất cái hình ảnh rồi vào đó là tiền mất tật mang các kiểu đủ thứ hết à, họ họ sợ rất là nhiều nhưng mà trong số các anh chị mà những người hiểu việc rồi đó thì các anh chị à, không thấy là Oriflame có cái gì đó mà lừa đảo thì các anh chị nào mà thừa thông minh các anh chị sẽ hiểu được rằng là một công ty mà mà đa cấp bất chính á, mà tồn tại được ở Việt Nam mà 17 năm thì thật sự là rất là khó đó không có lý do gì mà chính phủ họ không có biết được là công ty đó làm ăn gian dối mà chính phủ không biết không có đâu thành ra Oriflame là một cái sân chơi tốt và là một cái công việc tốt cho những cái người mà thật sự là muốn muốn tìm hiểu cái cơ hội của Oriflame cũng như là muốn phát triển cái công việc của mình đó. Ok thì hôm nay hãy có một cái buổi livestream hãy sẽ phân tích cho các anh chị về bốn cái đối tượng à, khách hàng để cho các anh chị à, hiểu rõ hơn về cái công việc mà các anh chị đang làm ừ. thì bốn à, cái đối tượng khách hàng này á, à, thứ nhất á, là người có tiền mà có thời gian thứ hai là người không tiền mà có thời gian thứ ba là người không tiền mà không có thời gian. Người thứ tư là người không tiền, à, có tiền mà không có thời gian. Nói chung là khi mà hãy chia sẻ như vậy thì các anh chị thấy là rất là rối. Nhưng mà nó không có rối tí xíu nào cả nếu mà các anh chị uh, phân tích kỹ thì các anh chị sẽ biết. OK, thì uh, để bắt đầu cho cái buổi chia sẻ của Hải vào ngày thứ ba hôm nay, tại vì thứ ba Hải rất là thích uh, gặp các anh chị để mà chia sẻ cho các anh chị thêm về những cái kinh nghiệm. Tại vì thứ hai là ngày hãy khởi nghiệp uh, cho người mới mà, thì thứ ba là cái ngày mà hãy uh, tiếp cận với lại những thành viên mới, những nhà phân phối mới để hãy chia sẻ thêm với các anh chị về những cái uh, cái kinh nghiệm, những cái kiến thức cũng như là uh, cho các anh chị có cái 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 cơ hội để các anh chị giao lưu với Hải luôn trong cái ngày thứ ba này. Thì uh, đa phần á khi các anh chị tham gia với Oriflame như như nãy Hải có nói, các anh chị rất là thận trọng các anh chị sợ bị 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 gạt, các anh chị sợ bị lừa, các anh chị sợ vào đây rồi đóng tiền uh, hay là gì đó, vân vân. À, thì uh, sau đó các anh chị uh, không có đặt hàng hay là gì đó. ha, các anh chị sẽ dành thời gian các anh chị khá nhiều để các anh chị tìm hiểu về công việc này rồi uh, các anh chị xem rất kỹ ở trên cái cộng đồng Oriflame của mình rồi các anh chị coi mọi người uh, khoe đơn hàng như thế nào. Thì sau đó các anh chị quyết định là các anh chị đặt cái đơn hàng Thì các anh chị đặt một cái đơn hàng đầu tiên á Cái đơn hàng đầu tiên của các anh chị là một cái đơn hàng mà các anh chị rất là thận trọng à, Hãy thấy được rất là nhiều, hãy duyệt bài mà Hãy thấy được rất là nhiều những anh chị khi mà à, Thực hiện cái đơn hàng đầu tiên của Oriflame á Thì đặt có mấy món à? à Đặt một hai món thử chơi thôi Coi có, có có bị gạt hay là bị lười hay không Rồi hàng có chuyển về hay không Đó nhưng mà sau khi mà đặt được cái đơn hàng đầu tiên rồi đó thì hãy thấy được cái đơn hàng thứ hai hay là cái đơn hàng thứ ba của thành viên nhà phân phối mới đó, là bắt đầu nhiều hơn rồi bắt đầu tập trung bán mạnh hơn thì khi mà các anh chị tham gia cái các anh chị bán một cái chai sữa tắm các anh chị lời được là 30 000 ngàn các anh chị cảm thấy rất là thích ví dụ như một ngày các anh chị bán được 10 chai các anh chị có 300 trăm ngàn các anh chị bỏ túi thì các anh chị nhận thấy được cái cơ hội các anh chị ham lắm, thế là cái tháng đầu tiên khi các anh chị tham gia các anh chị có nỗ lực các anh chị bán 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 à, các anh chị có bao nhiêu nguồn khách hàng các anh chị khai thác sạch hết, các anh chị không có không có chừa bất cứ một người nào hết, thì uh, cái kết quả là bước sang tháng thứ hai thì khi hãy duyệt bài của các anh chị nhà phân phối mới á, tại vì hãy hãy tìm hiểu kỹ về các anh chị lắm thì uh, <laughs> hãy thấy được là cái tháng thứ hai cái đơn hàng của các anh chị nó nó giảm đi ví dụ như tháng thứ nhất các anh chị khoe được bốn đơn thì uh, tháng thứ hai các anh chị khoe được còn con đơn à đó, thì uh, sau đó hãy mới inbox hãy hỏi một vài trường hợp thì các bạn nói là uh, tháng thứ nhất em vô em không biết uh, cái uh, em tập trung em bán quá trời luôn thành ra tháng này cái mấy khách hàng em bán họ không có mua hàng nữa uh, nó dẫn đến cái việc là uh, em không còn khách hàng thì qua đây cái phần này hãy chia sẻ với các anh chị vậy Cái việc mà các anh chị mới bắt đầu Các anh chị ham, các anh chị bán Bán nhiều à, Bán được mà Mình bán được, cái mình bán nhiều Mình cảm thấy thích mà Mình cảm thấy rất là động lực đó. À. Nhưng mà tháng thứ hai mà không bán được đó, Thì mình hơi tiêu cực Tại vì hồi xưa Hải cũng vậy à, Các anh chị biết là tháng đầu tiên Hải tham gia Reflame đó, là hãy bán được à, hãy bán lên 21 luôn á, hãy bán là lên 21 luôn, bán không nữa nha. Mà về 21% luôn à, Chưa có ai mà bán được mà về 21% luôn á Mà hãy bán hay về 21% luôn Thì cũng đúng thôi Các anh chị đừng có nói là Hải xạo hay là gì đó hãy ba không phải Tại vì công việc của Hải hồi xưa là Hải làm việc cho mobile phone Mà mobile phone á Thì ngày xưa là có cái tổng đài à, 145 Giống như bây giờ các anh chị gọi à, à, 09... cái gì 9090 gì đó dù các anh chị bấm 9090 Thì hồi xưa là các anh chị gọi 145 á thì cái tổng đài 145 đó có 3 ca à, Ca sáng, ca chiều với lại à, ca, ca đêm Thì à, 4 ca đó có tới mấy trăm cô tổng đài viên là Thế là hãy đầu tư à, mấy trăm catalog luôn Hãy vô hãy gửi cho mấy cái cô tổng đài viên á Thì các anh chị biết là hãy bán rất là nhiều luôn Mà cái lần đầu tiên á Cái này hãy chia sẻ ngoài lời với các anh chị một chút à, Cái lần đầu tiên khi mà hãy bán cho mobile phone á thì nào giờ mình có bán đâu, hãy hãy bên kỹ thuật mà. Đó, thì uh, khi mà hãy bán cho mấy cái cô đó, cái mấy cái cô đó lấy cái giấy nốt màu vàng vàng đó, cái ghi cái đơn hàng ở trong đó. Thí dụ cái cô này đặt cái mã gì mã gì mã gì, cái cổ ghi giấy nốt màu vàng cái đưa tiền cho Hải. Và cái người kia đặt cái gì cái gì cái gì, cái gì ghi giấy màu vàng uh, đưa tiền cho Hải, hãy tính tiền xong hãy thu tiền thôi. Đó. Cái hãy uh, mới đem về uh, cho bà xã hãy đặt thì khi mà đặt xong á các anh chị biết mấy cái giấy nó mà vàng hay dục rác hết trơn à rồi người ta đi đổ rác hết trơn luôn rồi đó à, sau đó cái đặt một đống hàng luôn cái đem lên iphone vào thì cái kết quả là cái gì các anh chị biết không cái kết quả là không biết cái người nào đặt cái đơn hàng nào không biết cái người nào đặt cái đơn hàng nào mà không biết ai mua cái gì thế là họ giành giật đồ này kia họ nói họ đặt cái này họ đặt cái kia rồi tại sao không có hàng trời ơi nó nhắc cái đầu luôn đó nhưng mà đợt bán, đó bán lỗ á có nghĩa là lỗ nhưng mà thật sự vẫn còn có lời tại vì Hải bán giá cao to lô sau đó Hải bán là hồi đó uh, 21% là 65 triệu cái Hải bán được 65 triệu mới về 21% nhưng mà cái tháng thứ hai đó các anh chị cái tháng thứ hai thì Hải không có uh, không có bán được hàng nữa Hải bán còn được có 30% thôi à uh, có nghĩa là theo lẽ mình phải bán 100% là 65 triệu bây giờ Hải bán còn có 20 triệu thôi thì um, hải mới cảm thấy rất là buồn và hải cảm nhận được là tháng rồi mình đè đầu mấy con nhỏ đó mình bán tháng này nó đâu có mua nữa thành ra mình không bán được cái hải cũng cảm thấy tiêu cực á, cái hải mới lên hải hỏi uh, cái anh mà hỗ trợ kinh doanh thì ảnh mới nói với hải là bây giờ á uh, tháng 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 trước mày bán đúng không, mày bán thành ra mày không có uh, 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 tháng trước mày mày bán thành ra khách hàng của mày nhiều mày về 21% nhưng mà tháng này những người đó họ không mua nữa thì mày không có khách hàng nữa đúng không? thì bây giờ tao chỉ cho mày như vậy bây giờ mày tìm à, à, 50 người đi đó ông chỉ cho hải như vậy mày tìm 50 người đi mỗi người mày chỉ cho họ bán đơn hàng trăm điểm đó, 50 người đó là à, được à, 5.000 điểm gì đó chẳng hạn thì à, khi mà ông chỉ cho hải như vậy hải mới nói ủa Oriflame có cho phép cái này nữa hả? Hả? thì hãy mới thấy à lạ lạ M mình thấy mình suy nghĩ mình thấy nó cũng hay hay là bây giờ mình bán được thì mình rủ 50 người, mỗi người bán uh, 200 điểm. Hồi từ xưa bán có trăm mà bây giờ mới bán 200. Thì mỗi người bán 200 điểm thì uh, 50 người bán được uh, 10.000 điểm. Thì hãy nghĩ rằng là ừ cách này cũng hay Thế là hãy đi rủ. Thì các anh chị biết là hãy đi rủ hãy cũng không có hình dung ở trong đầu mình là mình rủ ai. Đó, thế là hãy đi rủ mấy người bán giấy số cũng có bạn bè hải rủ cũng có thì ở đây có con nhỏ mà đang xem livestream đó là thái huệ hoa đó là con nhỏ bạn của hải đó thì cái câu chuyện của thái huệ hoa tuần sau thì hải có mời bạn này chia sẻ livestream thì uh, thái huệ hoa đó là, là là có có nick là hòa thái đó. thì nó là bạn thân của hải cái uh, hải mới rủ nó tham gia Oriflame cái khi nó vào nó dự cái buổi khởi nghiệp của hải à, của oriflam xong hồi xưa hải không có khởi nghiệp mà Oriflame khởi nghiệp cái nó về nó nói với hải như nè, hải ơi cái sản phẩm này bây giờ chưa có ai biết đến hết sau bán cái ba năm sau cái hải cũng cái nó về nó nghỉ cái ba năm sau hải cũng rủ nó làm lại rồi cái nó cũng ờ à, nó cũng thấy hải làm được cái nó cũng muốn làm cái nó vô nó cũng học cái buổi khởi nghiệp học xong nó ra hải nói nó nói với hải là hải ơi cái sản phẩm này bây giờ ai cũng bán hết rồi sau bán đó, hồi xưa thì nó nói là cái sản phẩm này chưa có ai biết đến hết sao bán còn bây giờ nó là ai cũng biết đến hết rồi sao bán cái hãy nó thôi mày nghĩ luôn đi mày đừng có làm đó <laughs> đó là cái câu chuyện mà hãy rủ bạn thân của mình cũng có hãy rủ mấy người bán vé số bán cũng có nói chung là bất cứ cái người nào hãy cũng rủ hết á thì hãy còn nhớ là hãy có một cái buổi khởi nghiệp cũng rất là vui và rất là hạnh phúc hãy đi gặp những cái người bán vé số ở bên ngoài đó hãy hỏi có muốn làm công ty thụy điển công ty của nước ngoài hay không công ty mỹ phẩm mà có máy lạnh luôn đã lắm đó cái người ta thấy có máy lạnh người ta cũng thích cái người ta cũng kéo vô hãy kéo được ba chục người bán vé số rồi đó cái hãy kéo ba chục người vào cái buổi hội thảo đó xong cái công ty mới khởi nghiệp thì khởi nghiệp các anh chị biết là mình bán hàng bằng catalog mà cái hãy đưa cho mỗi người cuốn catalog hãy chỉ cho họ vậy nè là chị chị đi bán vé số nha mà cái, chị mời giấy số mà người nào không mua cái gì móc catalog ra chị móc catalog ra chị hỏi họ mua mỹ phẩm không nha đó vậy mà mấy người đó họ cũng bán được rồi hãy cũng về được 21 mươi rồi sáu uh, tháng sau hãy nhận được chiếc tranh director rồi hãy mở luôn hãy uh, nhận luôn chiếc tranh Gold nói chung là uh, lúc đầu hãy được con đường của hải đi nó rất là nó rất là bằng phẳng nhưng mà thật sự là hải không biết cái gì hết thì cái câu chuyện ở đây hãy kể với các anh chị nó rất là mất thời gian nhưng mà đó là cái chặng đường mà hải đã đi qua hãy hiểu được cái cảm giác của các anh chị khi tham gia Reflame các anh chị sợ bị lừa nè rồi các anh chị thận trọng là các anh chị bán hàng, các anh chị bán tràn lan hết, các anh chị không có xác định được cái nguồn khách hàng của mình là ai. Thì hôm nay hãy nói với các anh chị như vậy. Các anh chị biết tại sao mà các anh chị biết tại sao mà hãy hướng dẫn cho các anh chị sản phẩm chủ lực là cái sản phẩm sữa tắm với lại cái wellness không? Tại vì hãy định hướng cho các anh chị cái dòng đời của cái sữa tắm với lại cái wellness á, cái dòng đời nó rất là ngắn. Thành ra chính vì cái dòng đời nó ngắn á, cái khách hàng các anh chị họ đáo lại với các anh chị nó nhanh hơn và các anh chị sẽ có cơ hội các anh chị bán được cho họ vào tháng sau đó là lý do mà hãy chỉ cho các anh chị cách để các anh chị tập trung bán sữa tắm khi mà các anh chị là thành viên mới rồi khi mà các anh chị bán cái wellness thì các anh chị sẽ thấy được rằng là các anh chị bán wellness các anh chị sẽ có được cái doanh số nó ổn định và khi mà cái doanh số nó ổn định nó sẽ giúp cho các anh chị tự tin về cái sản phẩm của mình với lại các anh chị yên tâm hơn nhưng mà cái quan trọng vẫn là cái việc mà các anh chị rủ người khác cùng tham gia với mình đó thì các anh chị phải tư duy phải suy nghĩ mình sẽ rủ ai các anh chị cứ rủ đi à, rủ người này không làm mình rủ người khác mình đừng có bận tâm ví dụ như ê nó nghe nè mày làm Oriflame không tao 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 đưa sản phẩm cho mày bán chai mày lời được hai chục ngàn các anh chị cứ nói vậy thôi đừng có nói cầu kỳ quá đó thì thì các anh chị đưa cho họ bán cái họ bán họ thích á thì họ sẽ tham gia với các anh chị nó đơn giản vậy thôi hãy đơn giản Oriflame là đơn giản á thì khi mà các anh chị muốn có những cái khoản tiền thưởng của Oriflame ha, Oriflame có những khoản tiền thưởng ví dụ như 9% các chị được thưởng 1 triệu, à, 12% các anh chị được thưởng là 2 triệu, rồi 15% các anh chị được thưởng là 4 triệu, à, 16% ấy, 10, 18% các anh chị được thưởng là 6 triệu, còn 21% các anh chị được thưởng là 8 triệu. Đó, thì tổng giá trị tiền thưởng các anh chị được khoảng 21 triệu tiền thưởng của Oriflame á. tiền thưởng đó là tiền thưởng manager tăng trưởng Oriflame thưởng cho các anh chị. Đó. Thì uh... Các anh chị hãy tập trung vào những cái chức danh à 9, 15 và 21. Nhưng mà có nhiều các anh chị vào Oriflame như gì nè. Em muốn vào Oriflame để em kiếm tiền trả nợ, thành ra các anh chị làm Oriflame có đủ tiền các anh chị trả nợ xong các anh chị không làm Oriflame nữa. Rồi à, có nhiều trường hợp lắm. Nhưng mà các anh chị hãy thấy Oriflame nó là một cái cơ hội để cho các anh chị thay đổi cái cuộc đời của mình, thay đổi cái tương lai của mình, thay đổi cái cuộc sống của mình và Oriflame đã làm thay đổi được cuộc sống cho rất là nhiều người khi mà họ tham gia Oriflame. Có người họ uh, có được thu nhập 4 50 triệu mỗi tháng khi mà họ làm Oriflame, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Và cái công việc mình cảm thấy rất là thú vị bởi vì mình 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 làm việc độc lập mà. rồi mình tự uh, tự do về thời gian, rồi mình tự quyết định cái khối lượng công việc của mình. Nó cũng khá hay á, hãy rất là thích cái cái cách làm vậy thì khi mà các anh chị làm á nếu mà các anh chị không có xác định được bốn cái đối tượng khách hàng thì nó sẽ dẫn đến cái việc là các anh chị không có biết cách để các anh chị khai thác cái đối tượng của mình là ai, rồi đối tượng nào là cái đối tượng mình cần tập trung. Thì hãy chia sẻ với các anh chị, cái đối tượng đầu tiên á mà hãy thường hay quan tâm nhất, hãy thường hay tập trung vào đối tượng đó nhiều nhất. Đó là đối tượng mà à có tiền. Đó mà có thời gian đối tượng mà có tiền mà có thời gian hãy rất là quan tâm đến đối tượng này <laughs> như vậy đối tượng đầu tiên hãy nói các anh chị có tiền mà có thời gian á là những người làm ăn những người kinh doanh những người khá giả tại sao hãy tập trung vào đối tượng này các anh chị đừng có nói với hải là các anh chị nghèo hay là các anh chị ở vùng sâu vùng xa các anh chị không có mối quan hệ cho nên các anh chị không có tiếp cận được với những người có tiền Không phải các anh chị Hãy nói với các anh chị về nè Khi mà các anh chị làm Oriflame Hãy biết là các anh chị ở vùng sâu vùng xa Các anh chị nghèo, các anh chị không có tiền Các anh chị mới ra trường Hay là các anh chị là công nhân Hay là các anh chị là nhân viên văn phòng Các anh chị không có điều kiện để các anh chị tiếp xúc với đối tượng là có tiền và có thời gian Nhưng các anh chị nghĩ xa hơn chút xíu thì các anh chị có thể khai thác được cái đối tượng này đó là những thành viên trong nhóm của mình các anh chị luôn luôn nói với lại mọi người trong đội nhóm của mình á, là hãy tập trung vào việc mình tuyển người mình mời những cái người mà có tiền mà có thời gian thành ra có đôi khi mối quan hệ các anh chị không có nhưng mà hãy cam kết với các anh chị là mối quan hệ của đau lai của các anh chị mối quan hệ của đội nhóm của các anh chị chắc chắn là có chắc chắn là có ví dụ như là uh, hãy ví dụ là hãy tuyển cái cô a đi cái cô A là là công nhân. Nhưng mà cái cô A có một cái bà chị nuôi. Bà chị nuôi này thì rất thương cái cô A này, tại vì cô A này có một cái tính thật thà. Thành ra cái cô A này mới tiếp cận cái sản phẩm với lại bà à, bà chị nuôi đó. Thì bà chị nuôi đó mới mua một cái sản phẩm Oriflame để ủng hộ cho cái cô A. Đó. Thì sau đó cái 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 bà chị nuôi mới thấy được rằng là cái sản phẩm này xài tốt lắm. Thì cô A mới đem cái cơ hội Oriflame chia sẻ với lại cái chị nuôi này Và cái chị nuôi này mới tìm hiểu về cái cơ hội Oriflame Sau đó quyết định làm Thì cái cái chị nuôi này là cái dạng người mà có tiền mà có thời gian Thành ra cái hãy nói với các anh chị Các anh chị đừng có bế tắc trong cái suy nghĩ của mình nó quá sớm Khi mà các anh chị làm Oriflame Các anh chị uh, uh, nghĩ rằng mình là người không có điều kiện Thì là mình không tiếp cận được những người có tiền có thời gian Không phải đâu nếu mà các anh chị nhắc đến một cái 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 vấn đề đó thường xuyên thì cái việc đó nó sẽ xảy ra trong hệ thống của các anh chị. Đó. ví dụ là các anh chị dạy cho nhóm của mình là hãy tập trung mời những người mà có tiền mà có thời gian, hãy tập trung mời những người mà có tiền mà có thời gian. Thì các anh chị nói thường xuyên cái điều đó với đội nhóm của mình thì các anh chị sẽ thấy trong đội nhóm của mình sẽ xuất hiện những cái người mà có tiền mà có thời gian giống như cái câu chuyện mà chị A với lại bà chị nuôi vậy đó. Đó. Thành ra qua đó các anh chị sẽ tuyển được những cái người trong cái nhóm của mình mà là dạng người mà có tiền có thời gian rồi bây giờ hãy phân tích các anh chị về cái dạng người mà có tiền có thời gian cái dạng người có tiền và có thời gian là những người kinh doanh là những người mà họ có à, học vị cao hoặc là à, những người mà họ à, là con nhà giàu là con nhà khá giả thành ra những người mà có tiền mà có thời gian cái suy nghĩ của họ rất là thoáng ừ và họ quyết định một cái việc gì đó họ sẽ quyết định rất là nhanh đó thành ra khi mà các anh chị bán wellness á họ sẵn sàng họ mua wellness nói wellness là họ mua wellness à, các anh chị bán cái gì họ thích là họ mua cái đó tại vì họ có điều kiện mà rồi cái mối quan hệ của họ đó ví dụ như là họ là con của ông A, họ là con của bà B thì khi mà họ tuyển người, họ mời người, họ rủ người ta tham gia với Reflame thì với cái uy tín của họ, họ rủ cũng sẽ dễ hơn họ hướng dẫn cho những người đó ra đơn cũng dễ hơn rồi họ lên 21% cũng dễ hơn nữa thành ra đó là lý do mà tại sao mà các anh chị cần phải tập trung vào đối tượng mà có tiền mà có thời gian đó là đối tượng mà hãy hãy rất là quan tâm luôn á công việc này khi mà hãy làm ở reframe hãy thường tập trung vào đối tượng đó hãy ưu tiên một ưu tiên một cho đối tượng mà có tiền mà có thời gian thì khi mà các anh chị hiểu được cái câu chuyện của Hải chia sẻ để các anh chị biết được cái đối tượng đầu tiên có tiền mà có thời gian nó quan trọng với công việc kinh doanh của mình như thế nào à, thậm chí các anh chị còn có thể học hỏi được cái đối tượng đó nữa ví dụ như là họ có những kiến thức sâu hơn họ có mối quan hệ rộng hơn rồi họ hiểu biết nhiều hơn họ sẽ chia sẻ cho mình họ dạy cho mình Họ dạy những cái hay thì mình cứ học thôi, không có gì hết á đó. Thì khi mà uh, các anh chị có những cái người đó làm việc á Thì những cái người đó đa phần á, là họ rất là ít tiêu cực ừ. họ, họ có một cách nhìn rộng hơn và thường thường những cái người đó họ có quân sư Ví dụ như là cha của họ làm kinh doanh hay là chồng của họ làm kinh doanh Thì những cái người quân sư đó là những cái người mà họ định hướng cho họ rất là rõ ràng Cho họ một cái lời khuyên rất là rõ ràng Thật ra các anh chị hay nghe hãy nói là Nếu mà muốn kiếm 10 triệu hãy đi hỏi Cái người có thu nhập 50 triệu để họ chỉ cho mình cách Để mình có 10 triệu đó Còn các anh chị muốn kiếm 50 triệu hãy đi hỏi Những cái người mà họ có thu nhập 500 triệu Họ sẽ chỉ cho mình cách để mình có 50 triệu Tại sao hãy nói về cái điều đó với các anh chị à, Đơn giản thùi Là tại vì Những cái người mà Mình đi hỏi những cái người mà có thu nhập cao hơn mình á, Thì thường thường cái tầm nhìn của họ rộng hơn Họ cho mình những cái lời khuyên Rất là đúng ừ họ khuyên mình nên hay là không nên còn những cái người các anh chị muốn có thu nhập các anh chị muốn kiếm thu nhập 10 triệu mà các anh chị chỉ đi hỏi những cái người mà có thu nhập có 5 6 triệu à thì làm sao họ biết cách để họ chỉ với các anh chị để các anh chị có được 10 triệu. Thành ra thường thường họ nô với các anh chị, họ nói tiêu cực với các anh chị, họ lôi kéo các anh chị ra khỏi cái cái khu vực cái công việc mà các anh chị đang làm. cái cuối cùng các anh chị thấy được họ là rào cản của các anh chị luôn á. Thì khi mà hãy chia sẻ cái điều này các anh chị mới hiểu được rằng là ha, mình tiếp cận cái đối tượng là nó không có đúng tại vì mình mong muốn là mình kiếm thu nhập 10 triệu thành ra mình phải tiếp cận cái đối tượng mà mình phải đi hỏi những cái người mà có thu nhập 50 triệu á thì họ sẽ chỉ cho mình ví dụ như những người bảo trợ các anh chị đó thì họ sẽ chỉ cho các anh chị các anh chị nên nghe những người đó còn những cái người mà họ có thu nhập thấp hơn các anh chị chia sẻ họ phản bác ra là đúng rồi tại vì họ không biết cách đâu nếu mà họ biết là họ đã làm rồi chứ còn chứ còn uh, họ đâu có ngu dại gì mà họ không làm đúng mà thành ra thường thường uh, các anh chị muốn có thu nhập cao hãy đi hỏi những người có thu nhập cao hơn cái mức mà các anh chị mong muốn thì những cái người đó họ sẽ định hướng cho các anh chị rõ hơn đó là những người quân sư của các anh chị đó rồi à, như vậy các anh chị hiểu được cái lý do tại sao mà các anh chị cần nên tập trung vào đối tượng có tiền mà có thời gian nhớ nha không phải là các chị nghèo hay là công nhân hay gì các anh chị đừng có nghĩ vậy nhưng mà các anh chị luôn luôn nói với đội nhóm của mình là tập trung vào đối tượng có tiền mà có thời gian để mà mình mời họ mình chia sẻ với họ các anh chị nói như vậy nhiều quá thì lâu dần trong đội nhóm các anh chị sẽ xuất hiện những cái người đó thì qua cái việc mà các anh chị vận hành cái quy trình tuần hoàn các anh chị sẽ tìm kiếm được cái những người tiềm năng của mình ừ. thì khi các anh chị tìm kiếm được những người tiềm năng của mình trong đội nhóm của mình thì uh, các anh chị đem cái người tiềm năng nó lên ch trình cho bảo trợ của mình báo cho bảo trợ của mình biết để người bảo trợ của mình quan tâm đến những người đó hơn để phát triển người đó hơn thì có lợi cho các anh chị thôi tại vì sẽ giúp cho các anh chị uh, phát triển được cái hệ thống của mình để các anh chị còn thời gian để các anh chị tập trung vào những cái chân khác nữa ừ đó là cái cách mà các anh chị làm việc với Reflame rồi tới đây các anh chị hiểu chưa à? đối tượng có tiền mà có thời gian ưu tiên một nha rồi ưu tiên hai là những người không tiền mà có thời gian không tiền mà có thời gian ưu tiên hai những người không tiền mà có thời gian nha thì cái người mà không tiền mà có thời gian á là những cái người mà họ họ à, họ muốn đi tìm một cái cơ hội gì đó họ muốn tìm một cái công việc gì đó để họ làm đó hay là họ muốn thay đổi cái cuộc sống của họ họ muốn thay đổi cái tương lai của họ hay là họ cảm thấy cảm thấy quá là nhàm chán với công việc của họ đó thì các anh chị sẽ tập trung vào đối tượng là không tiền mà có thời gian đó không tiền mà có thời gian ví dụ như là những cái chị công nhân nè những cái cô nhân viên văn phòng nè những cô giáo viên nè hay là những người làm trong ngành bệnh viện nè đó, nhiều lắm hay là những cái anh chạy xe công nghệ nè những người đó là những người mà họ không không có tiền nhiều đó, nhưng mà họ sẽ có thời gian rảnh rỗi từ khoảng hai ba tiếng thôi thì các anh chị hãy nên tập trung vào những người đó để các anh chị chỉ với những người đó thì khi mà các anh chị tập trung vào những người không tiền mà có thời gian thì nó sẽ vất vả cho các anh chị nhiều quá đó các anh chị phải chỉ dẫn từng chút một các anh chị phải dạy từng chút một và cái suy nghĩ của họ lúc nào cũng sợ là bán không được cũng sợ là lúc nào cũng khó khăn rồi sợ bị lừa gạt sợ nhiều thứ lắm thì các anh chị sẽ mất rất là nhiều thời gian để mà các anh chị hướng dẫn cho một cái người không tìm có thời gian nhưng mà trong đó đó thì nó cái việc mà mình sàng lọc thì sẽ có được những cái người mà họ có những cái khát vọng lớn, những cái ước mơ lớn, những cái người mà mong muốn thay đổi được cuộc sống thì các anh chị sẽ tìm được trong cái đối tượng này. Ừ. đối tượng này cũng khá hay á, không tìm mà có thời gian và đối tượng này thì rất là rộng. À, chiếm khoảng uh, trên 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 cái thị trường Việt Nam của mình thì họ chiếm khoảng 90% trăm 90%. ừ thì đối tượng này đa dạng, rộng và nhiều để các anh chị tuyển dụng thì các anh chị hãy xem là khi mà các anh chị tiếp cận những cái người mà không tiền mà có thời gian đó là cách để mà các anh chị tôi luyện mình à, rèn luyện mình để à, hoàn thiện mình hơn giúp cho mình ngày càng có kỹ năng hơn khi mà các anh chị à, làm việc với Reflame ha để mình tập cách mình tư vấn tập cách mình chia sẻ tập cách mình hướng dẫn tập cách chỉ cho họ bán hàng vân vân đó là đối tượng mà không tiền mà có thời gian ha ưu uh, tiên hài. Rồi đối tượng mà các anh chị không bao giờ quan tâm, đối tượng mà các anh chị không bao giờ quan tâm đến đối tượng này nha. Đó là những đối tượng mà không tiền mà không có thời gian. Các anh chị không thể nào mà mời một cái người mà ăn xin hay là cái người nghèo khổ hay là gì đó để làm kinh doanh với Oriflame được. Tại vì họ không có điều kiện, uh, họ thiếu thốn rồi uh, nhiều vấn đề lắm thành ra các anh chị không nên không nên tập trung vào những cái người mà không có tiền mà không có thời gian, được được đúng không ạ? Rồi. Như vậy khi các anh chị phân tích được uh, uh, cái người mà không tiền mà không có thời gian thì các anh chị nên đừng nên tập trung vào đối tượng này. Ví dụ mà các anh chị uh, có tuyển được đó, thì các anh chị nên suy nghĩ à xác định là người này là người không có tiền mà không có thời gian nè thì các anh chị đừng có cố gắng để mà hướng dẫn cho họ tại vì các anh chị có cố gắng hướng dẫn cũng không đem được cái kết quả tốt cho công việc của mình đâu à. À, còn cái người mà không tiền mà có thời gian thì họ có thể họ mình chỉ cho họ được tại vì họ chịu học mà họ có thời gian họ chịu học rồi à, họ tập làm họ cố gắng họ nỗ lực thì họ sẽ làm được còn không có tiền mà không có thời gian luôn thì hãy khuyên các anh chị đừng nên tập trung với đối tượng đó đó rồi tại vì cái này cái phần đối tượng mà không tiền mà không có thời gian nó còn nhiều cái phần nó nhạy cảm lắm ra hải không có livestream hải không có nói cho các anh chị được nhưng mà các anh chị sẽ tự phân tích được cái đối tượng này ha rồi cái đối tượng mà để các anh chị bán hàng cái đối tượng mà các anh chị bán hàng nha là cái đối tượng mà có à, gì có tiền mà không có thời gian đối tượng mà để các anh chị bán hàng đó là những đối tượng mà có tiền mà họ không có thời gian là những cái người mà họ suốt ngày họ bận rộn với công việc suốt gì đó ví dụ như là bà chủ tiệm vàng hay là cái ông giám đốc công ty hay là cái bà trưởng phòng hay là cái gì đó hay là nói chung là những cái người mà họ có điều kiện họ có tiền nhưng mà có cái là họ không có thời gian thì không có thời gian sao làm được công việc này đúng không ạ nó thành ra các anh chị chỉ chia sẻ qua nét cho họ thôi để họ uống để họ bảo vệ sức khỏe của họ để họ kiếm tiền để họ họ có sức khỏe để họ kiếm tiền thành ra cái đối tượng mà có tiền mà không có thời gian thì các anh chị nhớ là đối tượng đó là đối tượng khách hàng của mình đó thì cái đối tượng đó họ các chị bán qua nét cho họ sẽ dễ hơn các chị bán qua nét cho họ rất là dễ đó. thành ra có nhiều các anh chị khi làm reflame á các anh chị cứ lựa những cái người mà không có tiền không có thời gian các anh chị bán hàng thì nó sẽ dẫn đến cái việc là các anh chị bán hàng không có được hay là các anh chị lựa những cái đối tượng mà à, không có tiền mà có thời gian các anh chị bán hàng cho họ các anh chị cũng bán không được các anh chị nói là khó quá hay là họ sẽ nói với các anh chị như nè cái này mắc quá sao mua chẳng hạn cái này mắc quá sao mua hoặc là những người mà không tiền mà có thời gian họ sẽ nói gì nè à cái này hả chị xài đồ ở bên nước ngoài gửi về mà bà chị của chị ở bên nước ngoài gửi về chị xài mấy cái gì lăn cơm rồi CC đồ hay là gì đó chẳng hạn nhưng mà thật sự không có đâu họ không có xài đâu nhưng mà họ hay nói như vậy đó, đó. À, họ lý do đủ thứ hết thành ra các anh chị cảm thấy cảm thấy chán 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 sao á nhưng mà các chị làm lâu với Oriflame thì các anh chị sẽ thấy không? những cái câu nói đó các anh chị quá quen thuộc rồi các anh chị bỏ qua cái trường hợp như vậy ừ. thành ra khi bắt đầu các anh chị hãy trải nghiệm đi để các anh chị rút kinh nghiệm khi mà các anh chị rút được kinh nghiệm á, thì các anh chị có kiến thức sâu hơn có kiến thức rộng hơn và cái môi trường oriflame là cái môi trường giúp cho các anh chị kinh doanh độc lập à, các anh chị sẽ có cái khả năng tư duy ha, mình suy nghĩ mình nghĩ ra cái hướng làm sao để mình khai thác được khách hàng của mình thành ra à, chị hồng á chị hồng cháu lòng không biết các anh chị có biết cái người này không cho hay uống cà phê miếng chị Hồng cháu lòng á là cái người mà không tiền mà có thời gian, à, chị Hồng cháu lòng là người không tiền mà có thời gian. Thì được chị Khánh Ngọc chia sẻ về cái cơ hội Oriflame. Rồi chị cũng đang khác tiền nữa, chị cũng muốn thay đổi cái cuộc sống của chị. Thì chị mới tìm hiểu đến Oriflame mà không biết xài Facebook, không biết cái gì hết á, nhưng mà rất là chịu khó học thì gần đây các anh chị thấy là chị Hồng cháu lòng có khoe hai cái đơn hàng đến từ Hàn Quốc, không biết các anh chị ở bên Hàn Quốc có đang xem không. Thì hai cái đơn hàng đó là những cái sản phẩm wellness cực kỳ nhiều. Chị Hồng đặt cái đơn hàng wellness rất nhiều luôn để gửi qua bên Hàn Quốc cho đội nhóm của chị. Đó. Thì các anh chị thấy là chị Hồng được học và đã áp dụng cái cách là tập trung vào những cái đối tượng mà có tiền và có thời gian. Trong khi bản thân của chị Hồng là người không có tiền đó, mà có thời gian đó các chị thấy không chỉ là công nhân vệ sinh á chỉ là người bán cháu lòng ở ngoài lề đường đó nhưng mà chỉ được học và được dạy hãy hướng dẫn cho chị và chị đã làm rất là tốt và cái việc mà chị tuyển dụng á thì chị hồng cháu lòng tuyển dụng cũng rất là hay rồi chị dạy cho cái người mới ra đơn cũng rất là hay thì chị châu Hì có nói vui về nói hồng ơi em dạy cho cái người mới ra đơn hay quá Chị phục em lắm đó, hồng thì chị hồng nói dạ đâu có gì đâu chị thì châu hiền mới nói như vậy à, hồng ơi hay là chị tuyển người á chị đưa qua cho em cái em dạy cho người đó ra đơn giúp chị nha <laughs> đùa thôi đùa thôi nhưng mà ý hãy nói rằng là chị hồng cháu lòng dạy cho cái người mới ra đơn rất là hay thì uh, ngày thứ năm á hãy có mời chị hồng cháu lòng chia sẻ với các anh chị cách tuyển dụng và dạy cho người mới ra đơn các anh chị nhớ đón xem nha chị hồng cháu lòng sẽ hướng dẫn các anh chị chỉ hướng dẫn chia sẻ thôi ha các chị cùng nhau học hỏi mà thấy thấy hay thì mình học thôi. Đó. Còn ngày mai đó thì uh, hãy có mời chị Phan Thủy là nữ hoàng wellness của Oriflame chia sẻ với các anh chị về cái cách uh, tại sao mà kinh doanh với Oriflame mà chọn lựa cái sản phẩm wellness để mà mình, bà, mình 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 bán. Đó thì chị Phan Thủy sẽ chia sẻ với các anh chị chủ đề này vào ngày mai ha. Rồi À, cộng đồng Oriflame sẽ rất rất là muốn uh, chia sẻ với các anh chị rất là nhiều những kiến thức vào mỗi tối từ 21 giờ đến 22 giờ. Uh, để uh, cho các anh chị có nhiều kiến thức hơn, để chúng ta cùng học hỏi và mình giao lưu tại vì uh, mỗi tối mình cứ dành ra khoảng uh, 60 phút thôi. Các anh chị cứ dành 60 phút thôi xem livestream ha. Thì 60 phút đó các anh chị cũng học hỏi được rất là nhiều cái hay và đó là cái sinh hoạt uh, mặc định của cộng đồng Oriflame của mình và đó chính là cái văn hóa của công việc của mình và các anh chị nhớ là rủ thêm nhiều người nữa cùng tham gia với mình cùng xem nữa sẽ rất là vui ha thì đó là những cái mà hãy chia sẻ với các anh chị khi làm việc nên tập trung vào đối tượng có tiền mà có thời gian hãy thích đối tượng này lắm đó thích rất thích luôn rồi khi mình bán hàng thì mình chọn những người mà có tiền mà không có thời gian còn mình có tuyển dụng mà đại trà mình muốn nhiều á mình dựa trên số lượng đông á thì không tiền mà có thời gian ha còn cái đối tượng mà không có tiền mà không có thời gian thì các anh chị bỏ cái đối tượng đó ra đi, đừng có tập trung vào đối tượng đó. Ok, hôm nay các anh chị đã có được cái kiến thức uh, về cái chọn lựa cái đối tượng khách hàng cho mình thì các anh chị sẽ không nhầm lẫn nữa. Uh, các anh chị sẽ không cảm thấy bị sốc khi mà các anh chị mời một cái sản phẩm cái họ không mua, họ nói cái này mắc quá sao mua hay là cái gì đó vân vân. Thì trong trường hợp mà các anh chị mời mà họ mắc quá không mua đó thì hãy hãy khuyên các anh chị, đó đây là cái ý cá nhân của Hải thôi nha. À, người bảo trợ các anh chị có đôi khi hướng dẫn các anh chị rất là hay đó các anh chị nên áp dụng cách của họ thì đây là cái ý cá nhân của hải thôi à, các anh chị có thể là à, khi mà mình à, tiếp cận với những cái người mà à, không tiền mà có thời gian thì các anh chị nên nên Uh, chia sẻ cái cơ hội cho họ nhiều hơn ví dụ như là em có muốn bán hàng không em bán hàng nữa chị chị đưa sản phẩm cho em bán một một chai sữa tắm vậy em bán á, thì em có lợi nhuận là 20 000 ngàn các chị nói là một chai sữa tắm bán lợi được 20 000 ngàn đó rồi cái anh chị các anh chị đưa sản phẩm cho họ bán thử đưa hai chai cho họ bán thử họ bán hết cái mình đưa tiếp cho họ hai chai cái họ bán hết cái họ lấy lại lại nhà mình họ lấy cái mình đưa tiếp cho họ hai chai đó cứ mỗi chai vậy thì họ họ, họ được lợi 20 000 ngàn thì sau đó các anh chị khuyên họ nên mua một chai đi. Có hơn 130 ngàn à, mua chai xài thử đi. Cái họ xài thử cái họ thích cái anh chị đăng ký mã số cho các anh chị, các anh chị mời họ làm luôn ha. À, đó là đối tượng mà không tiền mà có thời gian. Các anh chị nên 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 mời họ làm Oriflame bằng cách là các anh chị hãy biến họ thành cái người bán hàng. Ừ? À, chứ các anh chị bán hàng cho họ thì rất là khó. Đó. Các anh chị biến họ thành người bán hàng và qua đó các anh chị cũng chỉ cho họ thêm về cái cách bán mà hải chị trong cái bài khởi nghiệp đó à, nhờ mua mấy hàng lấy may với lại nhờ người bán hộ cái đó rất là hay luôn á đó? đó thì các anh chị có thể nhờ cái chị bán cháo lòng hay là bán cốc ổi hay là bán mía ghim hay là à, bán bún bò bất cứ người nào các anh chị cứ nhờ họ bán giúp anh chị dùm à, các anh chị à, mỗi người bán hai chai hay là ba chai năm chai gì đó thì tùy nhưng mà sẽ giúp cho các anh chị à, bán được hàng rồi uh, cho cái, cái 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 cơ hội để cái người đó họ tiếp cận với cái sản phẩm của mình, rồi uh, họ cảm thấy thích cái công việc của mình và các anh chị sẽ mời họ tham gia làm cùng với mình. thì khi mà họ được xem cái buổi livestream 30 phút của Hải á, thì cam kết với các anh chị là họ sẽ làm, cam kết với các anh chị luôn là họ sẽ làm. Ừ. thì uh, khi mà họ tham gia vào cộng đồng của mình, ha, các anh chị có một cái đội nhóm, các anh chị càng rủ được nhiều người thì các anh chị lại có càng thu nhập càng cao nhưng mà hãy khuyên các anh chị lời cuối cùng khi mà hãy kết thúc cái live stream này á các anh chị nhớ là mình nên học bài đào tạo ba tại vì bài đào tạo ba nó sẽ giúp cho các anh chị có kiến thức hiểu sâu hơn về Reflame nếu các chị chưa hoàn thành các chị hoàn thành xong 200 b các chị học bài đào tạo ba nha còn các anh chị chưa hoàn thành xong 200 b các anh chị nhà phân phối mới chưa hoàn thành xong 200ib các chị đừng học bài đó tại vì các anh chị học các chị không hiểu gì đâu đó thì các anh chị nào có xong 200 MB, các anh chị nghe bài đào tạo 3 đi Bài đào tạo đó rất là hay Và nó sẽ cho các anh chị những kiến thức rõ hơn, sâu rộng hơn để các anh chị phát triển với Oriflame Rồi ngày mai các anh chị nhớ lên xem cái livestream của chị Phan Thủy nha Xin chào cả nhà mình, bye bye